Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1, trang 47, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của phân tử ADN. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy xem lại mục 1 La Mã, cấu tạo hóa học của phân tử ADN, trong bài 15, ADN, sách giáo khoa sinh học 9, trang 45. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Phân tử ADN hay được gọi là axit deoxyribonucleic là một loại axit nucleic được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P. ADN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nucleotide thuộc bốn loại A, T, G, X. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 1, trang 47, sách giáo khoa sinh học 9.